Xin chào các bạn học sinh. Hôm nay mình sang dẫn các bạn viết một đoạn văn kể về việc em chăm sóc đôi mắt. Nội dung như sau. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của mỗi người. Vì vậy, em luôn tự giác trong việc chăm sóc đôi mắt của mình. Em không bao giờ ngồi sát tivi hay để điện thoại, iPad gần mắt. Khi ngồi học bài hay đọc sách, em cũng ngồi thẳng lưng và không cúi sát mặt xuống trang giấy. Thỉnh thoảng, mỗi khi mắt có dấu hiệu mệt mỏi, em sẽ thư giãn nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục học bài. Ngoài ra, bố cũng thường đưa em đi kiểm tra mắt định kỳ để tránh bị cận thị và các bệnh liên quan đến mắt. Mẹ còn nấu cho em những món ăn giàu vitamin A để tốt cho mắt. Chính nhờ thực hiện nghiêm túc việc chăm sóc mắt, em đã giữ cho đôi mắt của mình luôn sáng ngời. Trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn học sinh viết một đoạn văn kể về việc em chăm sóc đôi mắt. Các bạn cùng đọc và tham khảo những ý hay. Chúc các bạn học tốt!